Có biết bao người bạn lâu không nói năng chi, đôi khi mình ngồi nghĩ anh em đang làm gì. Ông dạo này có con Dota cuối tuần, bà dạo này có con đi phượt mỗi xuân, mày dạo này chắc tóc đã qua mông, cậu mấy năm gần đây khoe không. Anh dạo này có con hay hụt cần, cô dạo này chắc là tăng vài cân, còn chị gần đây đã có ai chưa, và chú em hẳn vẫn còn cân. Hẹn cà phê, hẹn lầu dê, hẹn gặp họp lớp, hẹn rồi xong đến neo thấy ma nào. Người bận chơi, người bận yêu, người bận việc cấp, bao lý do bao biện làm ta lìa xa. Tôi xưa vẫn thế, tình cờ gặp lại trên Facebook, nhưng không dám viết vài chữ hỏi thăm, ngại vì lâu quá đã chẳng nhớ hỏi thăm. Em dạo này có con đeo nơ màu hồng, em dạo này có con đi tha thính không. Hồi xưa say nắng không dám nói ra, chẳng biết em nhận ra gì không. Tôi dạo này vẫn còn hay nghe nhạc ngọt, tôi dạo này vẫn còn chưa vợ con. Ngày đêm tôi vẫn đi đến công ty, ngồi ghế xoay và không làm gì. Còn độc thân cần bạn trai hoặc cả bạn gái, hay giờ này em đã mấy con rồi. Rồi tự nhiên đúng một hôm nhận được thiệp cưới, chơi khó nhau hay gì mà đi mời. Tôi đang vào Facebook, tình cờ lại gặp nhau trên feed, nhưng không dám viết vài chữ hỏi thăm, ngại vì lâu quá đã chẳng nhớ hỏi thăm. Nhưng dù sao cũng từng một thời thanh xuân thân thiết, hay thôi cứ viết vài chữ hỏi thăm. Ừ thì thôi cứ viết vài chữ hỏi thăm.